Hello tình yêu. Đây, mời cả nhà đến với cái buổi chiều không khí chụp ảnh của các huấn luyện viên của chúng ta nhé. Mời nhà cùng tham quan. Đó, chương trình tốt nghiệp, chụp ảnh tốt nghiệp của khóa đào tạo huấn luyện viên K15 của chúng ta. Đó. Đều nhau vào bên. Dáng chị Nhung chưa đẹp, dáng đẹp thế kia mà không thoát được hết dáng. Tại vì hai chị là đang bằng độ cao với nhau. Đứng im đấy để làm mẫu. Đó, ok. Không đẹp. Chị ơi, chị cứ đánh nhau như này, mọi người đánh nhau như này đi. Sao để bạn mới bắt. Cho em thấy cái năng lượng của các chị nào. 1 chút nữa. Đúng rồi ạ. Cởi lên. Ok, căng tràn năng lượng lên cho em. Ôi quầy bảo. Căng tràn năng lượng lên cho em. Đúng rồi. Ok. Rồi. Nhanh nhỉ? Mỗi kiểu thôi ạ. Nhanh nhỉ? Chống tay đứng như một chỗ chống tay quyền lực thế nào? Thần thái nào? Đúng rồi, thần thái quyền lực cho em nào, đúng rồi ạ. Ở nhà thả tim các huấn luyện viên tuyệt vời chúng ta nhé, đang trong giờ một cái khâu vô cùng là kinh điển. Tập huấn không mệt, chụp ảnh có mệt hơn. Chụp ảnh mệt hơn là đứng tại chỗ nhé, không được di chuyển nhá. Nào, chị Lương ở dưới đi, chị Lương cao, chị Lương ở dưới. Đó. Làm một kiểu chụp tay đã nào. Cho cái dây áo cao lên. Ôi. Căng người đẩy mông ra. Ok là căng người căng tràn nó như là 1, 2, 3 Cười như nào? Cười nhẹ ra ba. Ok lên. Cười rất hết còn một. Em nhìn ra hết rồi đấy. Thôi đứng kiểu này đi. Được không? Được. Đứng này đi. Ê chị hơi lùi về. Em bảo nhá. Hơi lùi một chút. Chị nhìn chút này xuống một tí này. Đúng rồi ạ. Đúng rồi. Chung chút này xuống một tí chị. Chị ơi, chị hơi chị sang lùi lại một chút cho em này. Vâng, lùi lại một chút cho em. Đúng rồi. Ok, đều mọi người rồi ạ. Đều mọi người rồi. Nào chị ơi. Nào, chung như này chung một tí. Nhưng mà gương của mình sẽ đẹp không cho dáng chị Nhung đẹp từ kia mà. Chưa thoát được cái dáng của nó. Rồi, căng bông ra. Chung nhân xuống. Rồi, nhìn em nào, hút hồn cho em cái nào. Hút hồn nào. 1, 2, này. Ôi, trời ơi. Chị bánh bèo đợi 1, 2 này chị ơi sang bên này cho em một chút nào. Đúng rồi. Ok mọi người giữ cho em tư thế nào. 1, 2 này. Ok. Kiểu nào nữa? Kiểu này. Ở bên này nghiêng sang bên này. Ok. Chị hơi sang bên này cho em. Đúng rồi. Đội này hơi điêu nhá, toàn đi cô giáo điệu như kiểu trẻ con đấy nhá. Okay, là 1, 2 này. Quá là đẹp luôn. Trời ơi, nay chị là gì? Nào xong rồi, còn hai ngày chị thôi đúng không?
Cả hai chị sang bên này cho à, một chút nào. Hai, đúng rồi, đẹp rồi. Đấy, mọi người thả tim cho hai huấn luyện viên sinh đôi. Đứng dưới cản ra ngoài chỗ cột cho em. Mình ra ngoài hẳn nữa. Ra hẳn chỗ cột cho em. Đúng rồi. Chị đứng ra giữa cho em nào. Chị thẳng ở giữa. Đúng rồi, đẹp rồi. Mình nghe đau. Rồi, thôi. Hơi chết trang cho em một chút nào. Hơi chết trang một chút. Đúng rồi. Đẹp. Em đang đánh theo cái kiểu này. Khó hả? Được hả? Điếc nữa. Ok nào, tươi là một. Chị Lương được gì đây? Tay thẳng cái này thẳng mà. Chưa biết làm gì. Mọi người theo động tác của mọi người thôi. Mọi người theo động tác này. Mọi người đúng rồi. 1, 2, 3, 4 này. Mình đưa đều, mình đưa tiếp đều. Để cho đều thẳng này. Ok. Ok. Xong rồi chưa? Với tay chào khán giả đấy. Một kiểu ok rồi.